Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Và vấn đề chúng tôi muốn đề cập hôm nay chính là cuộc sống của những người dân ở trên mảnh đất của cha ông họ sinh ra. Thì họ đã sống ra sao khi mà những doanh nghiệp khai thác ở trên mảnh đất này? Thông thường thì chúng ta có thể thấy một điều rằng là những doanh nghiệp khi mà đầu tư vào những địa phương này, họ sẽ lấy chính những người dân ở nơi đây để làm việc cho công ty của mình. Và thông thường thì những cuộc sống của những người dân này sẽ có một công ăn việc làm sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, và hiện nay thì các địa phương có những hoạt động khai thác khoáng sản thì cái tình trạng này càng diễn ra trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt được điều này ạ. Câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là ở huyện Văn Chấn, một huyện có trữ lượng khoáng sản lớn nhất của tỉnh Yên Bái. Những năm gần đây thì hoạt động khai thác khoáng sản ở nơi này đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và ngỡ tưởng rằng là đi kèm với sự sôi động ở trong việc khai thác này làm cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân, nhưng thực tế thì lại ngược lại điều này. Vâng, và nhiều năm nay những người dân tại xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn, họ phải đối mặt với nghèo đói do đồng ruộng không thể được canh tác. Không những vậy thì họ lại còn phải lo lắng thêm về mối nguy hiểm luôn luôn rình rập trên chính mảnh đất bao năm nay mà cha ông của họ đã dày công khai phá. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Bãi chứa thải quặng của công ty chế biến sắt Làng Mị tại xã Trấn Thịnh nằm treo leo trên ngọn đồi. Bờ bao này có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Còn những dòng thải quặng thì chảy suốt ngày đêm xuống cánh đồng trong xã. Thửa ruộng này là nguồn sống duy nhất của gia đình anh Tuân. Thế nhưng, dù có kỳ công chăm sóc thế nào, thì lúa cũng không thể sống nổi vì quặng sắt. Từ khi nhà máy quặng bắt đầu làm việc, hoạt động, cho đến nay là bao nhiêu năm, là chúng tôi thiệt hại bằng ấy năm. Bùn của quặng đẩy thẳng xuống cái ruộng của bà con chúng tôi là bị lấp hết toàn bộ cái này, nên là không được thu mua. Con đường duy nhất dẫn vào thôn cũng bị dòng quặng sắt chia cắt. Căn nhà nằm ngay dưới bãi quặng này cũng có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Năm đó, gia đình bà Miền đã mất hơn 2 hectare đất để công ty xây bãi thải. Ngỡ tưởng mất đất, còn bà sẽ được vào nhà máy làm việc. Thế nhưng, lời hứa cũng chỉ như gió bay đi. Ba người con của bà đã phải bỏ nhà vào Nam kiếm việc. Mình tôi ở nhà là với cái đứa cháu 2 tuổi, hiện bây giờ là đang đi học cái lớp mẫu giáo 2 tuổi. Không có đường đi nữa mà tôi phải lội qua suối này, để cõng cháu đi lội qua suối. Ủy ban nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết, hiện cả xã có tới 4.000 lao động, nhưng chỉ có 40 lao động đang làm việc trong nhà máy. Số còn lại đều đi nơi khác làm ăn. Nguyên nhân là hiện công ty khai thác sắt Làng Mị chỉ khai thác được 1/3 sản lượng so với kế hoạch ban đầu thăm dò. Để duy trì hoạt động của nhà máy đã khó, các phương pháp bảo vệ môi trường cũng chỉ được thực hiện qua loa, chứ đừng nói tới những phúc lợi xã hội mà doanh nghiệp phải làm cho địa phương. Khu vực đấy thì hiện nay là về phía chân đập thì có 3 hộ là đang sinh sống tại khu chân đập, và mỗi lần mưa lũ thì cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà về địa phương cũng đã làm việc với đơn vị, tức là nhà máy, để có phương án di rời 3 hộ dân đó ra khỏi khu vực đấy, nhưng đến thời điểm này thì phía nhà máy cũng chưa có động thái gì để thực hiện. Là một cái quyết định là từ thăm dò hay là khai thác, hiện nay mắc một cái chỗ là quy hoạch hoạt động khoáng sản của tỉnh thì còn nhiều tỉnh chưa hoàn thành. Xóm làng thưa thớt, người dân bỏ xứ mà đi. Ở Trấn Thịnh bây giờ, chỉ còn người già và phụ nữ, đói khổ còn có thể khắc phục. Thế nhưng, dòng lũ quặng cứ kéo về, ngày một dữ dội. Cánh đồng rộng hàng chục hecta đã không thể canh tác được vì ô nhiễm. Không chỉ có vậy, con đường duy nhất dẫn vào thôn Dầy Hai cũng đã bị chia cắt. Và khi trở về nhà thì không còn cách nào khác. Những người dân tại đây phải lội qua những dòng suối như thế này. Mình định.